bạn. Mình đang đi bộ. Buổi sáng thức hơi trễ chút xíu nên thôi kệ, cũng ráng đi. Mặt trời lên hơi cao rồi. Good morning everybody. I wanted to walk early but got up a little bit late, so sun's already way up, but that's okay. I just gonna do a walk and then have some breakfast. We'll see what we're gonna see on the road, okay? Cảnh ở đây cũng đẹp lắm bà con. Để quay lại cho bà con nhìn nha. Đường cũng vắng, tại vì hôm nay thứ bảy. Mình sẽ đi coi cuối đến con đường này cũng xa lắm. Mình trở lại. Okay, this is the road I'm gonna walk. À, cái chỗ này có cái hồ bơi đẹp quá. Trong cái khu nhà này có vẻ sang trọng đó. It's nice little pool. I'm not sure. It's pretty sure it's a community pool, but is it belong to this associations? Cái nhà ở đây nhiều khi họ có gọi là association, đó là họ chung với nhau, họ trả tiền cho một cái hồ bơi rồi họ sẽ dùng chung. Khu nhà này có vẻ đẹp. Ok, mình thấy đẹp đẹp mình quay cho bà con coi. Alright, I'm getting on with my walk. Hè sắp hết rồi. Vài tuần nữa là mấy đứa con mình nó sẽ đi học lại rồi. Cả mùa hè không có đi đâu chơi hết, buồn buồn. Đâu đi đi gần gần đây thôi chứ không có đi xa. Thường thường thì mình đi du lịch xa, ví dụ như là qua tiểu bang khác này nọ, qua đảo Hawaii, đi Florida chơi gì nọ. Summer is almost over. Kids gonna be back in school in 2 weeks. Yeah, my daughter is gonna be a senior in high school. Wow, pretty soon in college. So pretty much back to normal. No traveling this summer. Mình ước gì năm hè tới mình về Việt Nam chơi, mấy con gái thì học lên đại học. Trước khi lên đại học mình có thể dẫn nó đi Việt Nam chuyến, ví dụ. Mà nó thì nó nói là nó muốn đi qua bên Đức. Đi Đức chơi với bạn. Ok, để coi làm sao. Nó muốn 18 tuổi rồi, bên đây gọi là trưởng thành rồi, nó muốn đi đâu thì mình cũng đâu cản được đâu. My daughter wanted to travel to Germany because she's learning German in school, and there's some kind of some group that students and then a teacher will take them there for a visit, 2 weeks or something like that. Cảnh núi non này nhìn riết thì cũng hơi chán. Thật ra thì mình thích biển cả hơn, nhìn nó đẹp, mát mẻ. Nhưng mà it's okay. A lot of people like the view, the mountain views. I prefer ocean more than the mountain view. But it's change of view is nice, you know. You gotta be like switching ocean, mountain, and the deserts. Deserts nice too, but too hot. Hít thở không khí trong lành. Very nice, clean air.
not a lot of car traveling this road, so it's really nice. Mình thấy mấy người Việt Kiều ở đây mỗi ngày cứ đi về Việt Nam, còn mấy người Việt Nam thì mơ mộng được qua Mỹ. Ở đâu cũng không thích đó. Ngày xưa mình thì thật ra cũng không thích về Việt Nam đó. Qua đây mười mấy, 20 năm sau rồi vẫn tỉnh bơ, không có nhớ Việt Nam, không có gì hết. Nhưng mà lúc đó tình trạng mình qua là một người tị nạn cho nên nó rất là khác. Lúc mình qua thì tay trắng chân không, mình làm từ đầu mà lúc mười mấy tuổi tới bây giờ, cho nên lúc mình qua là mình phải cố gắng. Còn nhiều người Việt Nam mà mới qua bây giờ thì thật ra thì họ cũng có nhiều người họ cũng có lập trường sợ có sinh sống này nọ, có việc làm này nọ rồi qua Mỹ rồi cái họ buồn, tâm trạng họ rất khác với những người tị nạn ngày xưa như mình. Before I wasn't really concerned about, I mean I don't really care about going back to Vietnam and visiting and all that stuff. But now I kind of long, I wanted to go back visit, I mean many more times. I actually wanted to stay like an extended period. That would be nice. Một cái phong cảnh núi non nữa đây nè bà con. Trơ trẽn không có gì hết, à trơ trọi. Chỉ là một đồng cỏ thôi. It's not a view of the mountain near where I live. It's quiet. Mình walk cũng hơi khá xa rồi đó. I went quite far already, thinking about heading back, but let's see. I'll push ahead a little bit more. Chắc mình đi thêm chút xíu nữa. Đang tập. Chắc họ đang ra training. Think they're training. This car don't even yield for them. Mấy người này đang tập tập xe đó. Nhưng mà mấy xe hơi này sao thấy không nhường, nó chạy quá trời chạy. And some of the vehicles are not even yielding for these guys that are training. It's so sad. Mấy người chạy xe hơi không nhường, không nhường cho mấy người đang tập này. Con đường vắng mà họ chạy lấn ghê gớm. Another view. Một cái góc cạnh khác của cái núi. Mình đi cái mình thấy mấy cái xi măng này mấy vuông vuông tròn tròn, vuông vuông này mình không biết hiểu là cái gì. Thì mình nhìn lại thì cái này là một cái nghĩa trang nhỏ nhỏ ở đây. Thì ra đây là một cái hòm, họ sẽ đào cái lỗ xong họ đặt cái này xuống, xong rồi bỏ cái hòm vô trong đó để nắp lại.
I came across this little cemetery. I'm wondering these are, and I just figured out these are the grave where they put the hole on the ground and then put this whole cement thing on in it and then put the coffin inside and then they close it. Interesting. Cái nghĩa địa này nhỏ nhỏ, small little cemetery. Yeah, it's the cemetery, the Catholics. Chỗ này là công chúa. Mình vòng về đi đi về nhà, đi khá xa rồi. Hôm nay sao mình đi mà không thấy mệt. I'm heading back. Cái nhà này có cái sân ngoài trước đẹp biết sao. Có cái ghế ngồi ngắm cảnh. Have a nice little chair there to sit and enjoy the view. Nice little yard. And the royal fence too. Good. Nice house. Nhà đẹp. Let's change view. Look at the city view. That's a 49er stadium right there in Santa Clara. Đổi phong cảnh, nhìn xuống dưới núi thì cái đó là cái sân vận động của cái đội football 49er ở đây đó. It's not a look at the stadium. Một con đường khác nhìn xuống nữa nè. Thấy một cái làn khói không có trong sạch lắm bữa nay. Chắc không có gió. It's a long way home. Đường xa vun vút. Yeah. Vắng hoe. It's near the end of my walk. What's really nice. I'll see you later then. Mình đi bộ xong rồi. Giờ mình đang đi về xe. Leo xe lái về. Tại vì lúc trước đi một chỗ hoài chán quá cho nên mình lấy xe mình chạy ra khu này rồi mình đi một chút cho nó phong cảnh khác lạ vậy mà. Yeah, I drove my car here so that I can change the view a little bit when I walk. Here's my car. Yep, this is the view. Downhill. Phong cảnh nhìn xuống dưới thành phố đây. Alright, thôi mình xin chào các bạn nha.